Không biết là trên mạng hôm nay có cái gì thú vị nhỉ? Lên tìm kiếm thử ấy coi. A few moments later. Chính là nó. Được luôn, trúng luôn. Ơ kìa. Oh my god. Ui, nhiều đồ ngon thế nhở. Trang phục mãng xà này, trang phục thích khách long kim này, rồi bao nhiêu đồ mà mình chưa có nữa. Ok, hôm nay sẽ quyết tâm đi ra mua vài thùng Yomot về để có thể là săn cốt hốt triệu quà Free Fire. Được, lên đường, anh em đi cùng tôi. 3,000 years later. Hello anh em, vừa rồi thì các bạn cũng đã thấy rồi đấy, tôi đã phải thật nhanh chân để chạy tới cửa hàng tiện lợi gần nhà nhất để có thể mua cho mình những cái lốc sữa Yomot có nhãn của Free Fire về thử sức mình quay tại trang web của yomot.ff.garena.vn. Và tôi tin chắc rằng ngày hôm nay Zico sẽ lấy hết cái vận may của mình để lấy được những cái phần quà cực kỳ là hấp dẫn trong vòng quay lần này nhá. Nam Nam, và đừng quên rằng là hãy để lại cho Zico xin một like, một share và một đăng ký kênh để Zico lấy đó là nguồn động lực phát triển hơn nữa, quay ra nhiều cho anh em những cái phần quà hấp dẫn ở trong những video tiếp theo nha. Nào, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khui cái lốc sữa này ra, bóc cái màng co và lấy được cái mã code ở phía bên dưới cái lớp màng co này để xem hôm nay Zico sẽ có gì nha. Còn cái nịt. Đầu tiên anh em đừng quên vào trang web đó là yomot.ff.garena.vn để có thể là thử vận may của mình tại trang web này. Còn bây giờ thì có lẽ không để các bạn chờ để lâu nữa, Zico sẽ bóc luôn cái hộp sữa đầu tiên của mình để có thể là biết xem được rằng là cái sự may mắn của mình trong ngày hôm nay nó sẽ đến đâu nhá. Ok, bây giờ thì cùng nhau quay thử ngay cái vòng quay đầu tiên xem Zico nhận được cái gì nhá. Ố, mã giải thưởng không chính xác à? Tôi hình như đây. Chữ Y tôi lại thành chữ P tôi lại thành chữ Y ạ. À. Rồi quay nào. Chắc chắn bây giờ chẳng lẽ lại sai. Ôi trời ơi. Này bộ đồ. Ây giời ơi. Được 100 token. Được 100 token ngay lần đầu tiên. Thôi được rồi, như thế là cũng tạm được. Nói chung thì là 100 token là nó ở cái mức cao thứ hai ở trong cái vòng quay lần này, dưới cái mốc 250 kim cương một chút. Ôi dồi ôi, các bạn ơi, bé nhà tôi cũng đòi lên quay ạ. Bé nhà tôi cũng đòi lên quay luôn, đáng yêu chưa? Ôi dồi, được rồi. Thế để sự phối hợp giữa tôi và em bé nhà tôi xem là cái vòng quay thứ hai của tôi sẽ ra được cái gì nhá. Còn bây giờ thì chúng ta nhập cái code thứ hai ngay bây giờ thôi. Đó là F với kép N I R R I W K. Ok, quay nè, quay xem cái thứ hai chúng ta ra được cái gì. Úi giời ơi, cứ tưởng là bộ đồ nhưng không, nó lại một lần nữa ra về 100 token. Để mà nói thì là anh em chỉ cần quay đâu đấy là hơn 300 token thôi là anh em đã có thể nhận cho mình những cái phần quà ở trong cái đổi quà rồi. Một lát nữa thì cơ sẽ cho anh em xem là đổi quà sẽ nhận được gì nhá. Cốt tiếp theo. Con cốt của chúng ta đó là CXNPVKCV2M. Ok, chúng ta cùng nhau quay ngay cái vòng quay này để xem liệu rằng Zico có ra được bộ đồ nào không nhá. Quay. Và đó là, ui trời ơi, 300 token ở trong ngày hôm nay rồi. Thế là tôi quay chỉ cần đó là 3 cái lốc sữa là tôi quay ra 300 cái token. Thôi để xem liệu rằng đổi ra được cái quà nào không nào. Thì bật mí cho anh em một chút thì chúng ta đã có một cái bộ đồ mới ở trong cái Yomot Shop lần này. Đó là chùm dân chơi, một trong những bộ đồ hoàn toàn mới ở trong cái vòng quay của chúng ta để có thể cho anh em đổi thưởng ở mốc 3630 token. Và tiếp đó chúng ta có cả gậy ma trận để có thể là thay đổi về những cái món quà mà các bạn có thể nhìn thấy thường xuyên ở trong Yomot Shop lần này của chúng ta. Và cũng đừng quên rằng trang phục mãng xà, trang phục thích khách kim long và trang phục thánh nữ cũng đang rất chờ đợi các bạn ở trong cái vòng quay lần này. Vừa trong những thời điểm trước đó thì tôi cũng đã đổi cho mình đó là ba lô cánh thiên thần này, ba lô tứ linh và gậy giai điệu rồi.
Thôi thì không đủ, đó là 3 bộ trang phục với những cái số lượng token còn đang hạn hẹp, thì Zico xin phép là đổi cho anh em, đó là chùm dân chơi, một bộ trang phục hoàn toàn mới trong Joy Mode Shop. Đấy, ấn xác nhận một cái. Bạn đã đổi thành công chùm dân chơi. Ok chưa? Black Pink chưa? Tuyệt vời chưa? Rồi ok, nếu như bạn nào mà muốn sở hữu những cái món đồ ở trong Jomod Shop lần này thì đừng quên rằng là tham gia ngay sự kiện tại trang web, đó là jomod.ff.garena.vn, và nhớ là mua lốc sữa có màng co của Jomod X Free Fire đấy nhá. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video lần này. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì đừng quên để lại cho Zico xin một like, một share và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin gửi lời chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.